Tin lành theo Luca. Chương 1. Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Trong đời Herod, vua nước Jude, có một thầy tế lễ về ban Abia, tên là Sachari, vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Và Sachari cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sachari đứng bên hữu bàn thờ sông hương. Sachari thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Sachari, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Vì Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Răng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sachari thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gabriel đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được, cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Bấy giờ dân chúng đợi Sachari và lấy làm lạ, vì người ở lâu trong nơi thánh. Khi Sachari ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy gì trong đền thánh. Người ra dấu cho họ mà vẫn còn câm. Khi những ngày về phần việc mình đã chọn, người trở về nhà. Khỏi ít lâu, vợ người là Elizabeth chịu thai, ẩn mình đi trong 5 tháng mà nói rằng: Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Mary bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi đến một thành về xứ Juda, vào nhà Sachari mà chào Elizabeth.
Và Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót. Và Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đờn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa đến thăm ta? Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Mary bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này, từ giày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùa giúp Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Bây giờ đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh được một trai. Xóm giềng bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sachari theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng: Không, phải đặt tên con là Răng. Họ nói: Trong bà con ngươi không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Sachari biểu lấy bảng nhỏ và viết rằng: Răng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thong thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng: Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Bấy giờ Sa-cha-ri cha con trẻ ấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng: Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David tôi tớ Ngài một đấng cứu thế có quyền phép, như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước. Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi, mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài chọn đời mình không sợ hãi gì hết. Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự dỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa trơn chúng tôi đi đường bình an. Và con trẻ ấy lớn lên tâm thần mạnh mẽ ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.